kính chào quý vị và các bạn. Chương trình ngày hôm nay Thời sự 24 giờ HD sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự nổi bật nhất đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Kính mời quý vị cùng đón xem. Góp vốn làm xăng lậu, đại tá cảnh sát biển đút túi tiền tỷ mỗi tháng. Kính thưa quý vị, ngày 12 tháng 7, Toán quân sự quân khu 7 mở phiên tòa xét xử 14 bị cáo liên quan đến đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng. Phần lớn các bị cáo là cựu quân nhân thuộc lực lượng biên phòng và cảnh sát biển. Trong số này, đại tá Phùng Danh Thoại, cựu trưởng phòng xăng dầu Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, bị truy tố về tội buôn lậu. Lợi nhuận quá lớn nên không làm chủ được bản thân. Cáo trạng cho thấy, đầu năm 2019, tàu của Phan Thanh Hữu, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Phan Lê Hoàng Anh, bị cảnh sát biển vùng 3 bắt giữ vì vận chuyển lậu 1,7 triệu lít xăng dầu DO. Hữu nhờ Đào Ngọc Viễn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Dương Hải Phòng, tìm các mối quan hệ để giúp Hữu không bị xử lý hình sự. Do có quan hệ từ trước với đại tá Phùng Danh Thoại, Viễn trực tiếp dẫn Hữu đến gặp ông Thoại để nhờ xử lý vụ việc. Cáo trạng không đề cập tới quá trình giải cứu vụ buôn lậu 1,7 triệu lít dầu DO này, chỉ cho rằng ông Thoại từ chối đề nghị. Nhưng qua lần đi lại này mà ông Thoại quen biết Hữu. Tiếp đó, Viễn nhiều lần rủ ông Thoại tham gia góp vốn để kinh doanh xăng dầu cùng mình và Hữu. Ông Thoại khai không làm chủ được bản thân nên đồng ý góp vốn 5 tỷ đồng, tiền góp được chuyển trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 6 năm 2019. Theo thỏa thuận, Hữu, Viễn và ông Thoại và hai người khác góp tổng cộng 53,4 tỷ đồng để mua xăng lậu từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ. Trong đó, Hữu được hưởng lợi 40% lợi nhuận, Viễn, Thoại và hai người kia ở nhóm còn lại hưởng 60%. Theo lời khai của các bị cáo, ban đầu, ông Thoại không biết mình có cổ phần bao nhiêu phần trăm, cũng không rõ có bao nhiêu người cùng tham gia. Đến tháng 4 năm 2020, ông Thoại được xem bảng kê chi phí của Hữu về giá nhập xăng dầu, chi phí vận chuyển, tiền chi hối lộ thì mới biết tỷ lệ ăn chia trên. Theo thỏa thuận, Hữu sẽ liên hệ với chủ hàng bên Singapore, thỏa thuận về giá và cách thức nhận hàng. Sau đó, Viễn điều hai tàu biển chuyên dụng Pacific Ocean có trọng tải 3.000 tấn và Western Sea có trọng tải 5.000 tấn đậu tại vùng biển tự do, đợi lệnh. Khi có thông báo, các tàu này sẽ vào cảng Vopak ở Singapore để liên lạc với đại lý để nhận hàng. Khi về tới vùng biển Việt Nam, Hữu chỉ đạo nhân viên đưa các tàu Nhật Minh ra nhận xăng trở về khu vực sông Hậu thuộc thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, số khác đưa về Khánh Hòa tiêu thụ, thu lời 3 tỷ mỗi tháng. Kết quả điều tra xác định, mỗi tháng các tàu của Viễn vận chuyển từ 3 đến 6 chuyến, mỗi chuyến từ 3,8 đến 5 triệu lít xăng. Tính đến thời điểm bị phát hiện, ông Thoại cùng với nhóm của Hữu buôn lậu hơn 198 triệu lít xăng RON 953 với tổng trị giá gần 2.800 tỷ đồng. Trong đó, đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít. Qua đó, Hữu hưởng lợi 105 tỷ đồng, nhóm Viễn Thoại hưởng lợi hơn 157 tỷ đồng. Sau khi tiêu thụ xăng lậu xong, hàng tháng, Hữu lập bảng kê chi phí, lợi nhuận, rồi in ra và gửi chuyển phách cho các đối tác góp vốn đối chiếu. Nếu thống nhất, Hữu sẽ chỉ đạo con trai sử dụng tài khoản chuyển tiền cho nhóm của Viễn Thoại tự chia nhau. Từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020, mỗi khi nhận được tiền chia lợi nhuận từ Hữu, Viễn chủ động gọi ông Thoại xuống Hải Phòng để đưa tiền mặt. Thời gian địa điểm đưa không cố định, nhưng thường Viễn đưa tiền tại quán cà phê gần công ty của mình. Khi Viễn chia tiền, Viễn không nói cho ông Thoại biết cụ thể số tiền lợi nhuận trong tháng của cả nhóm, nên ông Thoại không biết số tiền mình được chia tương ứng với bao nhiêu phần trăm lợi nhuận của cả nhóm. Ông Thoại khai nhận đã được Viễn chia lợi nhuận 16 lần, tương ứng với 16 tháng, lần ít nhất là 250 triệu đồng tháng 9 năm 2019, lần nhiều nhất là 3,4 tỷ đồng tháng 12 năm 2020. Tổng cộng, ông Thoại đã được Viễn chia cho số tiền 18,3 tỷ đồng. Ngoài ra, tháng 2 năm 2020, ông Thoại còn yêu cầu Viễn và Hữu chuyển cho mình 4 tỷ đồng qua tài khoản để thanh toán tiền mua ô tô Volvo XC90. Như vậy, tổng số tiền Phùng Danh Thoại hưởng lợi do nhóm buôn lậu của Viễn và Hữu chia cho là hơn 22 tỷ đồng. Quá trình điều tra, Thoại nhận thức được sai phạm của mình và chủ động nộp hơn 16 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Liên quan đến vụ án, đầu tháng 2 năm 2022 vừa qua,
Hữu Viễn cùng 71 người đã bị Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai truy tố về tội buôn lậu, dân sự móc nối cảnh sát biển, cảnh sát giao thông làm bậy. Danh tính các bị cáo sẽ đứng trước vành móng ngựa ngày 12 tháng 7 tới, bao gồm 7 bị cáo là cựu quân nhân bị truy tố tội nhận hối lộ, bao gồm Thiếu tướng Lê Văn Minh, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 4, Thiếu tướng Lê Xuân Thanh, cựu tư lệnh vùng cảnh sát biển 3, Thiếu tá Lưu Thế Đức, cựu phó đoàn trưởng trinh sát 2, Bộ tư lệnh cảnh sát biển, Đại tá Phạm Văn Trên, cựu chỉ huy trưởng biên phòng tỉnh Trà Vinh, Trung tá Nguyễn Thanh Lâm, cựu hải đội trưởng 2 thuộc biên phòng tỉnh Sóc Trăng, Thượng tá Nguyễn Văn Hùng, cựu đồn trưởng biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh, và Thượng úy Sơn Hoàng Ngự, cựu cán bộ đồn biên phòng cảng Trường Long Hòa, tỉnh Trà Vinh, Đại tá Nguyễn Thế Anh, cựu chỉ huy trưởng biên phòng tỉnh Kiên Giang, là bị cáo duy nhất bị truy tố hai tội danh gồm nhận hối lộ và tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Đại tá Phùng Danh Thoại, cựu trưởng phòng xăng dầu, Cục Hậu cần Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển, bị truy tố tội buôn lậu. 5 bị cáo còn lại là Lê Văn Phương, cựu phó phòng Cảnh sát Giao thông Công an Trà Vinh và 4 người thuộc nhóm các đơn vị dân sự. Công an Ninh Thuận tạm giữ hơn 1.100 chai rượu ngoại giả. Quý khán giả thân mến, ngày 10 tháng 7, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm Kinh tế Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đang tạm giữ hơn 1.100 chai rượu ngoại không rõ nguồn gốc. Vào sáng cùng ngày, công an tiến hành kiểm tra hành chính xe tải mang biển số 89C06778 do Ngô Tiến Luật, 42 tuổi, trú ở thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định điều khiển, lưu thông theo hướng Nam Bắc. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện hơn 1.100 chai rượu ngoại Chivas Regal, Johnnie Walker, Ballantine không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số rượu trên không có tem chống hàng giả và nhãn phụ theo quy định. Đặc biệt, các thùng hộp đựng rượu có dấu hiệu làm giả hoặc đã qua sử dụng. Ước tính giá trị lô hàng lên đến gần 1 tỷ đồng. Tài xế Luật khai nhận chở số hàng trên từ bãi hàng ở thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội giao cho khách. Công an tỉnh Ninh Thuận đã tạm giữ lô hàng trên để xác minh và xử lý theo quy định. Từ ngày 25 tháng 8, bị phạt tiền nếu không phân loại rác. Kính thưa quý vị, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2022 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường, trong đó bổ sung thêm quy định về xử phạt cá nhân, hộ gia đình không phân loại rác thải sinh hoạt có hiệu lực từ ngày 25 tháng 8 tới đây. Một trong những điểm đáng chú ý tại Nghị định số 45 là việc xử phạt với hành vi không phân loại rác. Theo đó, khoản 1 điều 26 nghị định này quy định phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi hộ gia đình cá nhân không phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo quy định, không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định. Quy định hiện nay tại Nghị định số 155/2016 không có quy định về mức phạt đối với cá nhân hộ gia đình không phân loại rác thải sinh hoạt. Nghị định số 45/2022 cũng quy định cơ quan tổ chức chủ cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có phát sinh chất thải rắn công nghiệp thông thường bị xử phạt như sau. Phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng đối với hành vi không có biên bản bàn giao chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý cho mỗi lần chuyển giao theo quy định. Phạt tiền từ 20 đến 25 triệu đồng đối với hành vi không phân loại tại nguồn chất thải rắn công nghiệp thông thường theo quy định. Thiết bị dụng cụ lưu chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường. Mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 1 tỷ đồng đối với cá nhân và 2 tỷ đồng đối với tổ chức. Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là 2 năm. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.